Alo. Anh Hoàng à? Anh đi quán chưa? Anh đến rồi nhá. Anh đọc xem sửa đường bao nhiêu với số nhà bao nhiêu với em xin quay rồi. Địa chỉ 15 Hồ Châu Báu nhá. Đến đây nhanh lên. Em đi luôn đấy. Ok. Anh đến rồi à? Anh đến rồi. Mày thế quay anh đi sớm. Ôi nghỉ dịch lâu quá em quên mất đường. Anh nghỉ dịch lâu quá đúng rồi. Thế cứ đến đi anh. Anh là nhân viên mới đúng không? Không mày bị điên à? Tao làm mấy năm ở đây rồi mày lên còn hỏi anh. À em nhớ rồi. Anh Toàn đúng không? Em nhớ anh rồi, chắc chắn anh là anh Toàn luôn. Anh Toàn đúng không? Em nhớ anh rồi, chắc chắn anh là anh Toàn luôn. Anh Toàn, em nhớ anh rồi. Tao lại bảo cho mày một phát giò, tao nói bách. Anh làm gì đấy? Anh cứ giữ quả. Dạ rồi anh ạ, chết thật em nghỉ dịch đối qua người hết. Không được rồi, lũ đầu lũ rồi. Anh em làm mấy năm với nhau. Chào anh ạ. Anh là anh mua đồ à? Anh đồ đắt nhất đây đây. Dạ vâng anh, quán em có gì tô đắt nhất nhỉ? Lấy một trong đồ đấy luôn, dạ vâng. Anh ơi, mật khẩu V là gì nhỉ? Em quên mất rồi. Mật khẩu V là khách hàng là thượng đế. Khách hàng là thượng đế. À, tên thủ. Được, sai rồi. Có lại anh nhỉ? Không vào được luôn à? Mày nhận cho anh, không được lấy cách. Mày nhận cho anh, không được lấy cách. Ok anh. À, được rồi, vào được rồi, ok anh. Được sao em? Nhìn lâu đấy. Em quên đồ gì ở tôi rồi. Không mày đưa tôi là sao? Em nhìn gì lâu quá, tôi thấy công thức đồ mà. Đầu nhà học. Thì nhà học tóc. Thôi thôi em ơi. Không phải làm nữa đâu. Ảnh hết căn lưng rồi. Ảnh hết căn lưng rồi. Lâu quá. Hồ mừng bụi âm. Chúng ta ở đây,